Chào cả nhà đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay em có làm một số cái bồn gạch đó, bồn gạch để trồng một số cây ở nhà nè, ở sân vườn của em đây. Thì sẵn đây em quay cho cô bác anh chị mình xem luôn nha. Thì nói chung mỗi người mỗi cách trồng riêng nha. Thì ở đây thì em trồng những số cây nó gọn gọn thôi. Em trồng thì thí dụ như cô bác anh chị mà trồng cái thời gian lâu đó, thì cô bác anh chị mình xối phân nha, có nghĩa là xói cái bầu phân của mình, là cái cây mình nó bầu phân trấu xưa vừa nhiều, thì quá anh chị mình xói nhiều thì để trồng cái thời gian nó lâu, có thể là 4 năm 5 năm. Rồi ở đây thì em trồng những cái cây gọn gọn thôi, em trồng khoảng 2 năm thì 3 năm có thể em xử lý lên, em đem lên để em lên chậu em, hoặc là em cho thuê nha. Đó nên cái em rưỡi phân nó cũng ít, cái phần cái bầu thì nó cũng gọn đó, cái bầu phân nó cũng gọn. Đây em trồng những số cây đây, để em trồng xuống đất, trồng để cho nuôi cái cốt nó lớn, rồi sau này mình bứng lên để mình bứng lên để mình đi chợ cho thuê hoặc là bán nha. Đó nên nó gọn, cái bầu này cái tầm nó chậu năm nè. Đó nên em lên những cái bồn đây, thì sẵn đây em quay cho mọi người xem luôn. Thì đây là cái đất mặt ruộng nha, nói chung em mua cái đất mặt ruộng rồi em nên đổ lên một lớp đây nè. Đó, mình canh coi cái kích thước nó vừa tới cái mặt bầu, có thể là nó cao hơn cái mặt bầu này khoảng một tấc, phần tấc mấy cũng được nữa nha, tùy theo mọi người, cô bác anh chị mà, để cô bác anh chị mình canh cho nó tương xứng với cái bồn nha, có thể cao hơn mà có thể ngang bằng. Đó thì những cái cây gọn như vậy thì xối phân rất là ít nha, tại vì nếu mà có sụp phân thì mình có thể ém được, còn những cái cây lớn thì phải vũ phân hơi nhiều chút. Đó thì tùy theo mọi người thôi, tùy theo cô bác anh chị mình, để cô bác anh chị mình xử lý thôi. Thì riêng em đây thì những cây gọn gọn thì em xối ít thôi, vũ ít phân ra trồng cái thời gian ngắn nha. Rồi sẵn đây cái em quay luôn cái bài gì đây, có trồng số cây đây. Đó, cây này em xối ít lắm, xói ít tấu sơ dừa, thì trồng cây này gọn thôi, tầm gọn thôi. Thì cái bầu này đường kính ngang nó khoảng 9 tấc nha, đường kính ngang 9 tấc đó, nên trồng những cây này thì không có lâu, có thể là được thì mình bán, hoặc là có thể là mình bứng lên khoảng trong 2 năm hoặc là 3 năm mình bứng lên đó, để mình đem lên chợ cho thuê, rồi có thể mình bán ở nhà cũng được nha. Nếu mà nuôi thời gian lâu thì có thể 3-4 năm sau thì mình lấy cái bầu lên mình sửa mình nông ra cũng được, tại vì khi mấy tàng nó lớn đó, còn hiện tại bây giờ mình nuôi thời gian nó cũng không có lâu, khoảng 3 năm trở lại thì mình xử lý nó gọn nhẹ hơn, nó mình vũ phân không có xối hết. Đó cây này hồi nãy tại ghinh nặng quá nên em không có quay được cho cô bác anh chị mình xem. Đó thì ở đây trấu với xe dừa em có khửi ra nè, chung là nằm trong chậu chữ nhật nha, trong chậu chữ nhật thì cái lớp này nó cũng có rễ nó mà ít nè. Cái cây này ghép cũng hai cơ ba cơ thì nó tầm khoảng 5-6 tháng gì đó, rễ nó cũng chưa có bó hết, mà em cũng xói đây, xói vũ ra thì xói khoảng 3 phần đó, chung là phần xói 3 phần vòng vòng cái ghìa đó, thì để xói ra để cho nó bớt trấu sơ dừa đây, sau này nó có lỡ mà nó bị sụp đó thì nó cũng sụp ít thôi. Đó, thì trồng bây giờ đây các bác chị mình cũng dễ lắm. Thì cái đất na đa số ở đây là em trồng đất mặt ruộng thôi, đó, đất mặt ruộng nên em bỏ cái lớp trên đây này, bỏ lên trên. Thì cái cây này lúc đó em xử lý cái bầu nha, cục đất nó cũng còn khoảng 30% đất nè. Đó, ý định là mình trồng nên mình xử lý cái bầu nó cũng còn đất nhiều. Đó, thì lên chậu đây thì em lắp đất thêm nè. Nó tầm cao lên chắc cũng khoảng tấc mấy nha, nó cao từ cái cục gạch trên miệng bầu nè, nó lên tầm cao đó, mình trừ hao sau này nó còn dẻ đất nữa nha, dẻ đất thì nó sụp xuống thì nó cũng vừa đó, tại vì trồng cây này thì ý định cũng trồng 3-4 năm. Đây sáng em làm đây, em quay cho bác chị mình xem lại đi. Đây, gạt những cái bầu nhỏ thì nói chung là mình gạt cũng ít thôi,
cây này thì nó cũng bó bậu nè, đây và cũng ít xương xương để moi những cái đầu rễ này ra. Đây khi mình đưa đất vô đó, đất vô thì nó sẽ mau bắt đất nha, nó mau bắt đất ra. Thì nếu ở trên đây thì cảm thấy nó có sụp chỗ nào đó thì cô bác chị mình ém cho nó cứng lại, còn không thì mình để đó, để luôn cho nó bắt đất từ từ luôn, nó không sụp, thấy còn cứng thì mình cứ để. Còn mình khi mình đè đè coi chỗ nào nó bị trống bị bọng đó thì cô bác anh chị mình nhém thêm nha, nó mình đè cho nó cứng luôn. Tốt nhất là mình lựa nha, lớp trên để trên cùng đây, mình lựa những cái cục đất nó đều đều như vậy nè, mình bỏ lên để cho nó không bị lèn, có nghĩa là tưới nó không có bị áo một lớp lên trên đó, nên mình tưới cái nó gọt lọt xuống à. Còn nếu mình bỏ đất nhuyễn lên trên thì quá cái bắt đầu mình tưới một thời gian sau cái nó bị chai đó, chai lớp đất cái trên mình tưới nó không có xuống nước nha, nên mình lựa đa số mình lựa trên những cái cục đều đều đi cho nó dễ, mình dễ tưới. Đây đất mặt ruộng thì đa số nó có một số gốc gạ đây đó, mặt ruộng thì có phù sa nhiều nên mình trồng cái cây mình nó mau phát triển lắm. Dạ, thì hôm qua nắng quá thì em không có quay được nhiều cho cô bác anh chị mình xem nha. Thì hôm nay em tiếp tục em quay cho cô bác anh chị mình xem nữa. Thì đối với cái map mình trồng ở dưới đất này nè, thì có nhiều cái cách trồng nữa nha cô bác anh chị mình, cũng như là mỗi người có một cách riêng, có người có thể trộn cát cũng được, nhưng mà cát ở đây thì đa số thì đa phần này em không có trộn nha, tại vì cát thường thường nó sẽ làm cho bộ rễ đó. Có một số cây đó em bứng em mua về đó thì em có một lớp cát ở dưới, thì đa số là em vũ bầu phân ra thì em nuôi lại cái cây mình nó phát triển không có mạnh nha, nên em ở đây em không có sử dụng cát đó. Thì nếu cô bác anh chị mà có được rễ dừa đó, rễ dừa mục đó, thì mình trộn vô dưới đất này cũng được nha. Nói chung là rễ dừa mục mình bầm ra rồi mình trộn dưới đất này nè, mình trồng vô thì cái đất mình nó tơi xốp hơn nữa, nó ngon hơn nha. Thì ở đây em không có rễ dừa thì những cái đất để mặt ruộng thôi, em lựa những cái đất mặt ruộng thôi thì em để lên trên thì em trồng, cái bầu nó cũng gọn thì mình xử lý nó cũng dễ. Thí dụ như sau này nó ở trên đây nó có bị áo hoặc lèn một ít ở trên lớp trên này nè, thì mình phải khửi lên, hoặc là bây giờ mình lấy một số chỉ dừa đó, dừa mình lắp lên, hoặc là rơm, rồi có thể là mình lấy ba cái lục bình đó các bác chị mình, ba cái lục bình rồi mình phơi khô rồi mình rải lên một lớp trên đây nè, để mình tưới cho cái bầu phân mình nó đất nó không có bã ra đó, nó tơi xốp hơn, nó dễ hút rút nước hơn nha. Nó cũng dễ, thì cái bầu nhỏ thì rất là đơn giản mình xử lý nó dễ hơn những cái bầu lớn đó. Thì những cái cây này đa số thì mình trồng lại 2 năm hoặc là 3 năm tùy theo cô bác anh chị mình nha, xử lý để mình trồng. Thì đối với trồng dưới đất thì nó dễ hơn so với trên chậu, thì xây cái bồn gạch như vậy thì nước đa số là nó không có động lại nha, nó cỡ nào mình tưới cái nào nó cũng rọt ra. Còn nếu mà đất mà nó lỡ có dẻ đó, dẻ nó chai thì cô bác anh chị mình xới lên rồi mình lắp nó chỉ dừa rồi gom hoặc là cỏ gì đó cô bác anh chị mình lắp lên trên, nó xử lý như vậy thì nó tơi xốp, nó không có bị lèn cái đất nha. Thì những cái cây em trồng trước đây nè, thì một thời gian sau đó thì đất mà nó có ấy thì mình lấy cây đó, mình cây mình xới xới rồi mình để đất cục lên trên. Thì những cái bầu này hiện tại bây giờ em tưới xuống nó rất đều luôn nha, đều, nó không có bị lèn nữa. Đa số thì mình trồng á, khi mình trồng nó có bán chị mình, khi mình trồng xuống thì khoảng chừng vài tháng sau, nó vài tháng sau thì nó sẽ bị sập xuống. Thì đây thì em chỉ ra, lúc trước là em trồng nó cao hơn cái mặt gạch đây, nhưng mà hiện tại bây giờ đây nó dẻ đất lại thì nó chỉ còn ngang thôi, ngang với cái mặt gạch. Nên các bác anh chị mình nhớ để ý là mình trồng khoảng cơi lên khoảng một tấc tấc mấy nha, nó để khoảng 6-7 tháng sau thì khi mà đất nó dẻ lại đó
nó đều lại thì cái bầu mình nó mới giật xuống đó. Thì nếu mình trồng ngang hiện tại, nếu mình trồng đầu tiên mình trồng mà nó bằng ngang với cái cục gạch này thì sau này nó sẽ bị âm xuống dưới nha. Nên để ý của bác anh chị mình để ý là để cho kê lên cao lên đó, kê cao lên để cho cái bầu phân sau này nó giật xuống á thì nó vừa với cái mặt gạch này. Đây em cũng làm mà hôm qua chưa trồng kịp đây. Thì những cái bầu này em làm trước thôi. Để trước như vậy thì khi mà mình trồng nó, đem ra mình trồng nó dễ hơn. Đổ mớ đất đi, nói chung đổ cao cao lên. Vậy rồi thì hôm nay cũng quay cái clip ngắn cho cô bác anh chị mình tham khảo thôi. Thì cũng cảm ơn cô bác anh chị mình đã xem video của em và đăng ký kênh ủng hộ kênh của em. Dạ em xin mến chào ạ.